Lê Phúc xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay Phúc mời các bạn cùng vào bếp làm cái món bánh da lợn từ khoai môn với mình. Bình thường thì mình sẽ làm với đậu xanh và lá dứa, thì hôm nay mình hãy thử thay đổi nha. Và làm xong thì cái ổ bánh da lợn của mình trông cũng khá là đẹp mắt, màu sắc tươi tắn. Khi ăn vào thì lại vô cùng dẻo ngon, độ ngọt vừa phải. Và đặc biệt là phần khoai môn vừa thơm, bùi mà lại rất là béo các bạn. Và để biết cách làm chi tiết cho món bánh này thì các bạn cùng vào bếp làm với mình nha. Và đây là nguyên liệu mình chuẩn bị cho món bánh da lợn khoai môn. Vì bánh có hai lớp nên là mình chia ra làm hai phần khác nhau. Đầu tiên là cái phần màu lá cẩm, thì mình sử dụng ở đây là 200 g bột năng, 200 ml nước cốt dừa lon, 300 ml màu lá cẩm, 70 g đường cát. Lớp thứ hai là lớp khoai môn, mình chuẩn bị ở đây là 200 g khoai môn củ, 300 ml nước lọc, 80 g bột năng, 50 g đường cát, chút xíu muối. Thì tất cả nguyên liệu mình sẽ để chi tiết dưới phần mô tả, các bạn có thể bấm xuống xem. Và để bắt đầu làm thì mình sẽ đi nấu khoai môn trước. Khoai môn thì mình cắt ra thành những cái lát mỏng, bị sót cái củ này rồi các bạn. Xong rồi thì mình cho nước vô. Khoai môn thì các bạn có thể đem đi luộc hoặc là mình đem hấp đều được, miễn sao là khoai môn này chín mềm. Rồi bây giờ thì mình đặt trên bếp. Trong lúc mình chờ đợi khoai môn chín thì mình sẽ đi pha bột màu lá cẩm trước. Mình cho vào trong tô. Tiếp theo thì mình sẽ cho hết 200 g bột năng vào. Cho vào rồi thì các bạn hòa tan ra và mình cho vào đây là 70 g đường cát. Nếu mình không thích ăn ngọt thì các bạn có thể giảm lại. Rồi mình dằn vô một chút xíu muối. Khi bột đã được hòa tan thì mình cho nước cốt dừa lon vào. Mình làm nước cốt dừa lon thì không có bị ra dầu, khi hấp cũng không có bị tách lớp nữa các bạn, mà lại rất là thơm. Pha xong thì mình để qua bên. Tiếp theo thì mình sẽ đi pha bột khoai môn. Các bạn cho hết 300 ml nước lọc vào trong tô. Rồi mình cho đường vào. Một chút muối. Rồi mình cho hết bột năng. Cho vào rồi thì các bạn cũng hòa tan ra luôn. Bột pha xong thì khoai môn cũng đã chín rồi, mình cho hết vào trong tô bột nha. Sau đó thì mình cho hết cái hỗn hợp này vào trong cái máy sinh tố, mình xay cho thiệt là nhuyễn mịn. Và đây là khoai môn mình đã xay xong này các bạn, rất là nhuyễn mịn. Thì bây giờ mình để cho hai cái tô bột này nghỉ khoảng 15 phút. Và hai tô bột thì mình cũng đã để nghỉ đủ thời gian rồi các bạn. Mình chuẩn bị ở đây là một cái khuôn hình chữ nhật, mình thoa vô chút xíu dầu ăn nha. Đợi cho khuôn hơi nóng rồi bắt đầu mình cho bột vô. Mình cho cái màu lá cẩm này vào trước. Một lớp thì mình sẽ cho 3 vá bột, cho vào rồi thì đậy nắp lại. Lớp bánh đầu tiên thì mình cũng đã hấp được 1 phút rồi các bạn. Dở ra mà bánh trong hết như vậy là đạt rồi nè. Tiếp theo thì mình cho khoai môn vô. Khoai môn xay xong á thì rất là đặc. Mình cũng cho vào 3 vá, sau đó thì sẽ tán đều. Bình thường thì mình làm cái bánh này với đậu xanh, thì hôm nay các bạn hãy thử thay đổi nha. Cái màu lá cẩm này làm lên cũng rất là đẹp. Và khi pha thì mình pha vừa phải thôi, pha quá thì cái màu nó hơi hăng á, ăn nó cũng sẽ không có được ngon nữa. Nấu xong thì mình sẽ pha với lại nước lạnh cho cái phần màu này nó nhạt bớt đi. Và bánh thì mình cũng đã dàn đều nè, đậy nắp lại và hấp thêm cho mình khoảng 1 phút. Và lớp khoai môn thì cũng đã trong, bây giờ mình lại dở nắp ra.
Rồi mình cho màu tím vô. Mỗi lớp thì các bạn hấp cho mình từ 1 phút tới 1 phút 30 giây nha. Tại vì khá mỏng nên là cái thời gian hấp cũng nhanh lắm. Mình không hấp khuôn to thì các bạn có thể hấp những cái khuôn bánh lăn, trái tim hoặc là hình tròn. Lớp bánh thứ ba của mình cũng đã được luôn rồi các bạn. Thì tiếp tục mình lại cho khoai môn. Và các bạn cứ làm tương tự như vậy cho tới khi nào mà hết bột nha. Và ổ bánh da lợn mình cũng đã hấp tới cái lớp ở trên cùng rồi, mở nắp ra. Thì cái lớp ở trên cùng này mình cho cái màu lá cẩm lên trên nha, bởi vậy cái phần màu lá cẩm mình sẽ pha cho hơi nhiều hơn là cái màu khoai môn. Công thức này thì mình làm vừa đủ cho một khuôn đó các bạn. Cho vào xong mình để nắp lại, hấp khoảng 2 phút nữa là ổ bánh sẽ chín hẳn. Và sau 2 phút thì mẹ bánh của mình cũng đã chín. Màu sắc thì trông rất là đẹp nha các bạn. Mình tắt bếp và lấy ổ bánh này ra ngoài, chờ cho thiệt là nguội lại thì mình mới có thể dễ dàng lấy ra. Và ổ bánh thì mình cũng đã để cho nguội hẳn rồi các bạn. Mình chuẩn bị lấy ra khỏi khuôn. Vì khuôn đã có thoa dầu rồi nên là mình lấy ra cũng sẽ rất là dễ dàng. Và đây là ổ bánh mình vừa lấy ra khỏi khuôn. Màu sắc thì nó sẽ trông hơi tối hơn là mình làm từ đậu xanh và lá dứa. Rồi bây giờ mình chuẩn bị cắt bánh ra. Và đây là cái phần bánh ở bên trong của mình nè. Rất là thơm cái mùi khoai môn. Sau khi đã cắt xong thì mình sẽ chấn lại thành những cái miếng nhỏ vừa ăn. Và những miếng bánh da lợn khoai môn mình cũng đã cắt xong rồi các bạn. Nhìn trông rất là ngon nha. Bánh mới hấp xong thì nó sẽ hơi mềm, nhưng mà các bạn để tầm khoảng 1 cho tới 2 tiếng thì bánh nó dẻ lại. Và đặc biệt thì mình có để vào trong tủ lạnh sang tới ngày hôm sau vẫn không có bị cứng. Và mình thấy rất là thơm luôn. Rồi thì bây giờ xin mời cô chú anh chị và các bạn hãy cùng thưởng thức cái món bánh da lợn khoai môn với mình. Và bánh khi ăn vào thì bánh của mình có cái độ dẻo dai rất là ngon các bạn, độ ngọt vừa phải, không có bị ngọt quá nha. Đặc biệt là cái phần nhân khoai môn ở bên trong có độ bùi và béo. Thì mình có thể bảo quản được trong tủ lạnh từ 3 cho tới 4 ngày mà bánh vẫn không có bị cứng. Nếu mà các bạn chưa làm thử cái món bánh da lợn từ khoai môn thì hãy cùng vào bếp làm với mình luôn nha. Và như vậy là Phúc cũng đã chia sẻ xong rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.